Monster Lab Academy xin chào các em. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều ngành nghề khác nhau như kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên. Đây là những nghề nghiệp các em thường nghe thấy và được biết đến nhiều. Ngoài những nghề phổ biến đó thì chúng ta còn có những nhóm ngành mang tính đặc trưng cao, trong đó có nghệ thuật. Có rất nhiều ngành nghệ thuật khác nhau, nhưng trong khuôn khổ video định hướng nghề nghiệp này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về ngành mỹ thuật. Có lẽ các em sẽ rất ngạc nhiên về sự đa dạng của nó. Nhắc đến mỹ thuật, các em sẽ nói ngay đến các chuyên ngành như hội họa, đồ họa tranh in, điêu khắc, kiến trúc, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, vân vân, rất nhiều phải không nào? Vậy làm thế nào để các em có thể biết mình có phù hợp với một chuyên ngành nào hay không? Hãy cùng Monster Lab khám phá những thông tin thú vị về từng chuyên ngành và khởi động với chuyên ngành quen thuộc nhất, hội họa. Hội họa là một chuyên ngành thuộc mỹ thuật đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử văn minh nhân loại. Sản phẩm của nó chính là những bức tranh như các em có thể thấy ở đây. Rất đẹp phải không nào? Học hội họa chắc chắn là học vẽ, học cách sử dụng đôi tay và con mắt thẩm mỹ của mình để tạo ra các tác phẩm tuyệt vời. Vậy học hội họa thì ra đời sẽ làm nghề gì? Làm họa sĩ trời trăng mây gió, đầu tóc rối bù ngồi uống trà đá, hay ngồi kẻ biển quảng cáo? Đấy là những quan điểm trước đây và có lẽ nó có chút tiêu cực. Trong thời đại ngày nay, học hội họa không có nghĩa là em sẽ phải làm họa sĩ. Em đến với hội họa để nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận nghệ thuật và gu thẩm mỹ. Bên cạnh đó, khi công nghệ và đời sống phát triển thì nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và làm nghệ thuật cũng phát triển theo. Các họa sĩ ngày nay không chỉ vẽ tranh sơn dầu, sơn mài, lụa mà còn có nhiều hình thức thể hiện khác để đáp ứng cho các đối tượng phục vụ mới. Đi học vẽ bây giờ khác rồi, các em có nhiều hướng đi để lựa chọn, nhưng để chọn được thì điều đầu tiên là cần xác định được mình muốn vẽ gì. Làm họa sĩ ngày nay có thể chia ra làm hai dạng, họa sĩ sáng tác và họa sĩ công nghiệp. Để làm họa sĩ sáng tác, các em nên lựa chọn học hội họa trong các trường chuyên nghiệp như Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây chính là nơi bắt đầu cho nền hội họa của Việt Nam và là cái nôi sản sinh ra rất nhiều họa sĩ tên tuổi trong nước như họa sĩ Tô Ngọc Vân, họa sĩ Bùi Xuân Phái. Làm thế nào để trở thành họa sĩ sáng tác? Trước khi thành họa sĩ thì cần học vẽ, mà để học vẽ thì trước hết cần phải thích vẽ đã. Cần có niềm yêu thích trước rồi hãy đi học, vì vẽ là con đường đến với hội họa, chưa bao giờ đơn giản. Ngoài sự yêu thích dẫn lối, các em cần sự nỗ lực để vượt qua những chông gai trên con đường học tập để trở thành họa sĩ sáng tác. Vượt qua quãng đường học tập trong trường lớp thì liệu đã thành họa sĩ hay chưa? Câu trả lời là chưa. Ủa vì sao vậy? Vì học trong trường lớp mới chỉ là một bước khởi đầu. Học tập, nghiên cứu, sáng tác trong trường đời để khẳng định được bản thân, sống được bằng nghề và có đóng góp cho xã hội thì các em mới là họa sĩ. Làm họa sĩ sáng tác nghĩa là chọn con đường để tự mình khẳng định bản thân bằng tài năng, phong cách và cá tính. Các em cần có bản lĩnh vững vàng và sự nghiêm túc trong công việc để có thể làm nghề và sống với nghề. Đây cũng chính là hành trình các em biến sở thích thành đam mê và được sống với đam mê của chính mình. Ngoài nghề họa sĩ sáng tác, chúng ta còn nhắc đến một nghề cũng không còn mới ở Việt Nam là họa sĩ công nghiệp. Vậy họa sĩ công nghiệp là gì? Họa sĩ công nghiệp là những người phục vụ về mặt sáng tạo nghệ thuật, đáp ứng theo yêu cầu của các ngành công nghiệp như quảng cáo, marketing, giải trí. Ngày nay các em có thể thấy rất nhiều sản phẩm của các họa sĩ công nghiệp qua các sản phẩm quảng cáo, phim ảnh, game hay sách truyện. Mỗi một bộ phim là hoạt hình hay điện ảnh đều có dấu ấn đóng góp rất lớn của các họa sĩ, hay những trò chơi mà các bạn được trải nghiệm trên điện thoại, máy tính đều có vai trò của họa sĩ công nghiệp. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, do sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp game và minh họa sách truyện, cũng như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã đẩy mạnh nhu cầu công việc của các họa sĩ công nghiệp kỹ thuật số. Và theo đó là sự xuất hiện cũng như nở rộ của nhu cầu học tập trong nghề này. Vậy nếu các em muốn trở thành họa sĩ công nghiệp thì cần phải học gì? Hiện nay, các trường mỹ thuật chính thống chưa có chương trình học chuyên nghiệp về Digital Painting. Chính vì vậy, các bạn đã và đang đi theo học thường có 3 hướng lựa chọn. Đầu tiên là hội họa ở các trường chính thống để có kiến thức nền tảng và kết hợp học thêm về Digital Painting ở các trung tâm ngắn hạn. Cái lợi là các em sẽ có kiến thức nền rất vững và thẩm mỹ tốt, nhưng bù lại sẽ cần tốn khá nhiều thời gian và việc học song song kết hợp sẽ rất vất vả. Thứ hai là học các khóa ngắn hạn. Cái lợi là các em thấy cần gì thì học nấy, tiết kiệm thời gian, nhưng điều hạn chế là các em không biết cần học cái gì, hay học cái gì trước, cái gì sau. Việc học tập thường không được sâu vì nó theo lối chấp vá. Thứ
thứ 3 làm theo khóa dài hạn, mà hiện nay tại Việt Nam mới có MasterLab Academy là đào tạo theo hình thức này. Cái lợi là lộ trình học tập tối ưu, rõ ràng và chuyên sâu về Digital Painting. Các em được học từ kiến thức nền tảng hội họa đến những kiến thức chuyên sâu theo các nhánh công việc của ngành Digital Painting. Qua đó, các em sẽ nắm rất chắc về quy trình làm việc để thích nghi với công việc thực tế. Đó là lợi thế rất lớn khi các em đi xin việc. Còn điều cũng có thể gọi là hạn chế, đó là thời gian đào tạo 3 năm, tuy ít hơn nhiều so với các trường đại học nhưng cũng chưa phải là ngắn, và kèm theo đó là phương pháp học tập rèn luyện đôi khi khá là khắc nghiệt. Dù có theo con đường nào thì nó luôn cần niềm yêu thích, khả năng và sự nỗ lực bền bỉ của các em. Thu nhập và tính cạnh tranh của hai nghề họa sĩ này như thế nào? Nói về thu nhập, làm họa sĩ thì bất kể là họa sĩ sáng tác hay họa sĩ công nghiệp thì thu nhập cao hay thấp luôn phụ thuộc vào khả năng làm việc của họa sĩ. Người họa sĩ có kỹ năng giỏi, khả năng sáng tạo tốt, có thể sáng tác những tác phẩm có đẳng cấp và qua đó cũng tỷ lệ với thu nhập cao. Hay khi làm trong ngành công nghiệp mà họa sĩ sáng tạo và đáp ứng được yêu cầu cao, khắt khe, có thể sáng tạo để mang đến sự thành công cho các dự án thì chắc chắn thu nhập cũng không bao giờ tệ. Nói về tính cạnh tranh, với công việc là họa sĩ sáng tác thì chủ yếu các em làm việc độc lập và đôi lúc có sự kết hợp theo nhóm như một số triển lãm nghệ thuật đương đại hiện nay. Do tính chất công việc ít có sự va chạm nên sự cạnh tranh giữa các họa sĩ cũng không quá gay gắt. Sự cạnh tranh trong giới họa sĩ sáng tác chủ yếu là về tài năng và ý tưởng sáng tạo. Họa sĩ giỏi là người được xã hội cũng như bạn bè trong giới đánh giá cao. Còn với các họa sĩ công nghiệp thì sự cạnh tranh có phần khốc liệt hơn, bởi hiện số lượng họa sĩ bắt đầu tăng lên khá nhanh. Sự cạnh tranh về tài năng, về công việc diễn ra liên tục. Điều này thúc đẩy rất mạnh cho sự nỗ lực và vươn lên của từng cá nhân. Các em giỏi, các em sẽ có công việc tốt. Các em xuất sắc thì sẽ có công việc vừa tốt mà thu nhập thì tuyệt vời. Còn ngược lại, các em không giỏi thì sẽ bị đào thải. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các em phần nào nắm bắt được về nghề họa sĩ. Nếu thực sự có niềm yêu thích mãnh liệt với vẽ, các em cứ mạnh dạn cầm bút lên nhé. Đừng quên tại MasterLab đang triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu Concept Art and Illustrator dành riêng cho những ai yêu vẽ. Hãy liên hệ với MasterLab để được tư vấn chi tiết. Hy vọng sẽ sớm được gặp các em trong tương lai với tư cách là sinh viên mỹ thuật và xa hơn có thể là những đồng nghiệp. Chúc các em thành công!